giờ mời quý vị cùng theo dõi tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, tính đến 18 giờ ngày 23 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 81 ca mắc mới COVID-19. Như vậy, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ đầu dịch đến nay là 34.182 ca. Sau đây là tổng số ca mắc COVID-19 của từng địa phương tính từ đầu dịch cho đến nay. Đức Hòa 13.352 ca, Bến Lức 8.061 ca, Cần Giuộc 6.148 ca, thành phố Tân An 2.102 ca, Cần Đức 1.806 ca, thị xã Kiến Tường 800 ca, Thủ Thừa 592 ca, Châu Thành 340 ca, Vĩnh Hưng 291 ca, Tân Trụ 166 ca, Tân Thạnh 156 ca, Tân Hưng 113 ca, Thạnh Hóa 107 ca, Đức Huệ 99 ca và Mộc Hóa 49 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày 23 tháng 10 có 2 trường hợp tử vong và có thêm 47 bệnh nhân được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 31.016 người. Trong ngày có 5 địa phương không phát sinh ca nhiễm mới, đó là các huyện Cần Đước, Châu Thành, Vĩnh Hưng, Đức Huệ và Mộc Hóa. Hiện nay, mức độ nguy cơ của tỉnh thuộc nguy cơ trung bình, tức là ở cấp độ 2. Nguyên nhân là do tỷ lệ tiêm vaccine người từ 65 tuổi trở lên chưa đạt mức yêu cầu, chỉ đạt 51,59%. Trong đó, có 4 địa phương gồm thị xã Kiến Tường 42,27%, huyện Thạnh Hóa 75,8%, Đức Huệ 56,83% và Tân Trụ 54,78%. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh. Quy định này bắt đầu áp dụng kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Đây là kết quả đáng khích lệ sau thời gian toàn tỉnh nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác phòng chống dịch. Rất mong mỗi người dân hãy thực hiện nghiêm quy định này, góp phần đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới trong thời gian sớm nhất. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quý vị vừa theo dõi tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Xin chào và hẹn gặp lại!